Cho đến bây giờ thì vẫn nhiều người vẫn chưa biết được cái tính năng rất hay này của Photoshop phiên bản mới. Nó làm cho công việc nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ví dụ chúng ta muốn xóa đi phần người hoặc là phần vật thể nào đó mà các bạn không thích ở trong ảnh, và chúng ta chỉ cần như hồi xưa phải clone tùm lum. Giờ chúng ta chỉ việc chọn vùng này, không cần phải chọn chính xác. Mình chọn lem vào tóc của người mẫu cũng được, click chuột phải sau đó chọn là Generative Fill và không cần nhập gì cả, nhấn nút Generate và chờ đợi trong khoảng một vài giây. Và ngay lập tức thì Photoshop sẽ xử lý cho mình rất là nhanh đúng không? Ví dụ ở đây mình muốn xóa cái ghế đi, mình cũng sẽ làm tương tự thôi. Chọn vùng và phần ghế này, click chuột phải, chọn Generative Fill, chọn nút Generate và chờ đợi một vài giây. Đó, những tính năng này các bạn có thể sử dụng trên Photoshop phiên bản mới 2024 trở lên. Nhưng mà để sử dụng được tính năng này thì lại cần phải có một cái điều kiện tiên quyết. Đố các bạn biết là điều kiện gì đó. Và nếu như các bạn có một cái kinh nghiệm cá nhân nào để sử dụng tính năng Generative Fill ở trong Photoshop sao cho nó hiệu quả thì hãy comment phía dưới để chia sẻ cho anh em chúng ta cùng biết nhé. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hoangphucphoto.com.